Fortuner lại về đây các anh chị ơi, cực kỳ hot luôn nha. Fortuner máy dầu số sàn 2020, xe một chủ từ đầu đi mới có 52.000 km, màu trắng nè. Xe này thì bên hãng bán giá màu trắng cao hơn so với các màu khác các anh chị nhé. Biển số của mình 63 ở Tiền Giang nè. Xe thì nước sơn quanh xe đẹp liền lạc các anh chị ha. Xe qua sử dụng thì có dặm tút này kia thì bình thường, các anh chị xem nè, khá là đồng màu ha. Dàn vỏ lớp thì zin theo xe, gai gió còn khá là sâu nha. Đét vỏ là tầng thứ 44 của 2019. Phần nước sơn quanh xe nè, đẹp liền lạc đồng màu. Đã có trang bị sẵn cho mình cái bệ bước rồi, dán phim rồi, có ốp chén cửa luôn nha. Ở phía dưới này có hơi xước xước dâm dâm nhẹ nhẹ chút xíu, mai sẽ cho dặm tút lại cho mình luôn. Anh chủ thì nẹp inox những cái viền đèn như thế này, nẹp inox phía sau cốp luôn. Có camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ ha. Rồi mở cốp cho các anh chị mình xem luôn nè. Phần cốp rất là sạch sẽ và rất mới nha, trải simili từ trước ra sau, hàng ghế thứ ba gần như không xài nhé. Phần nhựa quanh xe nè, có hơi chày chày nhẹ nhẹ chút xíu nhưng cũng còn khá là mới đó. Rồi đóng cốp lại ha. Dòng này thì máy 2.4 tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng tầm 6 lít 2 cho đến 7 lít 2 thôi, rất là kinh tế luôn. Đi gia đình cũng được, chạy dịch vụ cũng được. Nội thất xe này thì ghế da còn mới lắm, sàn thì simili, trần còn nguyên bản, trần cũng mới luôn. Xe thì có trang bị sẵn cho mình màn hình nè, hệ thống chống trơn trượt nhé. Vô lăng, cần số, táp lô cũng còn rất là mới các anh chị nè. Fortuner thì bên Mai cũng đang còn một chiếc máy dầu sửa sàn đời 2015 với giá mềm mềm khoảng hơn 700 thôi. Ngoài ra xe 7 chỗ thì còn CRV, Santa Fe, Sorento, Everest nè. Và nhiều những dòng xe khác lắm. Anh chị nếu mà quan tâm thì đăng ký theo dõi kênh của Phát Ca, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều xe nữa nhé. Bên Mai thì có hỗ trợ rút hồ sơ, hỗ trợ giao xe tận nhà, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng. Cũng có hỗ trợ trả góp nữa. Anh chị cần chi tiết thủ tục mua bán, trả góp thì liên hệ với Mai, Mai sẽ tư vấn chi tiết cho các anh chị mình nha. Còn yêu thích video này nhớ cho Mai xin một tim, comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.